Chào các bạn, mời các bạn cùng anh Trung Nguyễn đi thăm biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là trên Đồ Sơn, Hải Phòng. Gặp hết cái bờ nước này, nóng bóng này, thấy chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành vào chỗ xem một con sóng này. Rất khỏe hết. Rất khỏe hết rồi. Xin chào. Tạm biệt Đồ Sơn. Chào Đồ Sơn. Tại Mai La. Đây là biểu tượng của hai con trâu. Hai con trâu trọi của Đồ Sơn, Hải Phòng đây. Hai con trâu này đã được giải huy chương vàng của nước Việt Nam, đã được đúc thành tượng. Đây là biểu tượng của Đồ Sơn, quyển biểu tượng của nhân dân. Các bạn xem hai con trâu trâu trọi. Bây giờ chúng ta sẽ đến gần đến tận nơi chiêm ngưỡng của nhân dân Đồ Sơn. Một biểu tượng đẹp truyền thống của hội lễ hội chọi trâu của nhân dân Đồ Sơn đã được tôn vinh khắp cả nước, đã nổi tiếng là lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là biểu tượng của hai con trâu chọi nổi tiếng nhất của tỉnh Hải Phòng. Bãi tắm bãi số 2 của Đồ Sơn vào buổi chiều hè rất là mát mẻ, mọi người tắm rất đông vui nhộn nhịp. Nước biển Đồ Sơn thì không được trong xanh như ở các nơi khác, thế nhưng mà con người Đồ Sơn, Hải Phòng rất là lịch sự. Hãy đăng ký kênh để được xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Ok.